Audio Jungle. Hello everyone, welcome to Xuân Vương Channel. Xin chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ghé Xuân Vương Channel nha. Hôm nay mình đi chợ đêm Cần Thơ, chợ Ninh Kiều nha cả nhà. Mời cả nhà theo chân của mình để coi chợ đêm có gì nha. Please follow me. Thịt nướng nem nướng. 100 với 2 cái này 40 đó là 150 chị. 13 cái bò đó chị ăn. Khói quá. Khói quá, khói quá. Mấy người pay attention for me, okay? Xôi ngọt hả? Mua nem ăn này cái nè, nem thịt nướng. Đây là bạn. Ngon không? Chị thử miếng xúc xích hot dog thôi chị. Sao không lấy sốt, em lấy sốt à? Thank you. Chị qua mua bánh cho Vi nha. Có ai không? Đây. Qua mua bánh. Đây đi. Tốt kìa. Cái này là cái gì vậy cô? Bột dịch. Ờ, không biết ăn. Nó ngọt ngọt. Ờ, không biết ăn. Không biết ăn. Ờ, tổng cộng nhiêu vậy cô? Đứng lên kia kìa, lên cái đứng kìa. Kiểu dễ thương. Đang làm áo nha cả nhà.
này nè. Này, cái này cho chữ hết vào, cái nào cho chữ vào. Cái này cái hình này của em mình. I don't know. Mình muốn đi coi. Đi qua đây cho bên coi này nè anh. Một phần này, một phần cơm trái này, water. Are you want lemonade or just water? Cái này là cái gì sao nói vậy em? Cái này là khác hả? Kẹp với chị. Kẹp. Cũng là cơm cháy nữa. Nhưng mà nó sẽ loại là kẹp. Anh ăn thử không? Ăn thử cái con. Sai à? Vin. Egg rolls. Cái hàng gì mà toàn chạy không à? Sơ vịt chạy, chả giò này nha. Nó nói à? Cái này cha bông với lại bơ gì đó. Giòn giòn mà trong mềm theo béo mà mình bỏ vô trong đó theo béo. Nó quẹt một tay đầu tóc thùng thùng nóng quá trời. Đi ăn thử đi. Thầy nó có đậu bắp. Đậu bắp chiên nha. Mình thấy cũng như là nó mặn mặn. Mặn mặn nó béo béo. Rồi lấy cái dừa che rồi. Mặn mặn béo béo. Đồ răng ra nữa này. Đây. Đó, đây là nguyên cơm cháy nha. Đó, cơm cháy khô quẹt ra. Vi chấm này nào con, vinh chấm này là ngon. Đó, con trái khô quẹt cái gì thôi, dưa leo. Vi ăn thử con. Đây. Hả?
làm gì chơi đi. Hả? This one is specialty. It's good. Mỏng luôn á. Mấy cái nhà nó nghe ọt quá. Cảm ơn cả nhà đã coi video. Cả nhà video làm sao nha. Mình xin chào. Nhớ share, like, subscribe cho nha. Xin chào, bye bye.